cách đây khá lâu có một đám cưới rất nổi tiếng và chi nhiều tiền để tổ chức cho cô dâu và chú rể thời điểm đó đã tạo ra một làn sóng bình luận với nhiều ý kiến trái chiều với nhau nhưng tổng quan nhìn nhận thì ý kiến chê trách chiếm đại đa số hơn là sự đồng tình chẳng hạn như tổ chức đám cưới hàng trăm tỷ đồng là hoang phí sao không dành tiền đó đi từ thiện tiền nhiều làm việc vô bổ thật bất công cho người nghèo người không có cái ăn mà tổ chức tốn kém. Và hàng tá bình luận được đưa ra như thế để đánh giá về sự kiện đó. Dưới góc nhìn của mức độ tâm lý, thì những biểu hiện đó là những cảm xúc ghen tị với người khác. Thông thường, bạn ghen tị với điều gì thì có nghĩa là bạn không sở hữu điều đó. Còn theo lăng kính luật hấp dẫn thì bạn càng thể hiện sự tiêu cực đối với người giàu, thì sự giàu có sẽ không thể đến với bạn được. Bởi vì theo quy luật hấp dẫn, điều mà bạn trao đi sẽ là thứ mà bạn nhận về bạn chê trách người giàu chi tiền hoang phí tức là bạn đang miệt thị tiền bạc và sự giàu có khi đó bạn chỉ nhận về sự túng thiếu và nghèo khó mà thôi thay vì đố kỵ với người giàu bạn nên chúc mừng họ vì họ có dư giả tiền bạc bạn cầu chúc cho họ chính là bạn đang cầu chúc cho chính mình bởi những gì mà bạn thể hiện ra bên ngoài thì chúng sẽ quay về với bạn từ hôm nay khi bắt gặp bất cứ tiền bạc vật chất hay sự sung túc của người khác thì bạn hãy âm thầm chúc mừng cho họ và cho chính mình rằng Tôi thật tâm cầu chúc cho mọi người và cho chính tôi ngày càng trở nên giàu có hơn, sung túc hơn, dư giả tiền bạc hơn. Chúc các bạn luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực nhất.